Chào mừng quý vị đến với chương trình Năng lượng cho tương lai do Kỳ An và Chiếu Nam Lộc đại diện cho công ty Sun Power by EcoSolar USA thực hiện. Chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những tin tức cập nhật mới nhất về ngành năng lượng điện mặt trời cho nhà và cơ sở thương mại của quý vị. Xin quý vị là đón xem. Xin mời Chiếu gửi lời chào đến quý khán thính giả. Dạ vâng, chúng tôi là Nam Lộc xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả và xin chào cô Kỳ Anh. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta đang ở một cái giai đoạn chuyển giao từ mùa hè nóng bức sang mùa thu đông se lạnh. Nhiều gia đình đang chuyển từ từ cách sử dụng máy lạnh sang máy sưởi mỗi tối, có phải không quý vị? Và cái tháng 10 cũng là lúc mà cái giá tiền điện của quý vị sẽ được chuyển từ cái summer rate sang winter rate. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn cho quý vị về cách tính tiền điện theo TOU của SCE. TOU là gì? Có gì khác với cái cách tính tiền theo tier? Chúng tôi xin mời cô Kỳ Anh giải thích cùng quý vị khán giả ngày hôm nay. Dạ, cháu cảm ơn chú. Và thưa chú, là cái TOU có nghĩa là Time of Use, là cách tính giá điện mới của Edison để chuyển thay thế hẳn cách tính giá điện theo tier. Thì mình có 5 cái option để lựa chọn. Hầu hết các hộ gia đình sẽ lựa chọn option TOUDA, là nó là the most popular. Vì cái này là dùng cho gia đình sử dụng dưới 700 kW điện dưới một tháng. Và giá điện phụ thuộc vào thời gian mình sử dụng, khác với những cái chương trình bây giờ là họ đang chia theo cái tier. Thì nếu mà gia đình mình xài thấp dưới 350 kW điện thì họ sẽ trạc khoảng 17 cent. Nhưng mà càng lên nhiều thì họ lại trạc mình cái giá cao hơn. Thì thông thường là tất cả những cái gì nếu mà mình mua nhiều, sử dụng nhiều, mình được discount. Nhưng mà với chương trình điện thì nếu mà mình mua nhiều, sử dụng nhiều thì mình lại bị phạt, thưa chú. Wow. Thì nếu mà mình đổi qua cái chương trình TOU thì mình lại phải rất là để ý cái cách mình sử dụng điện, tại vì nó tính theo giờ cao điểm và không có giờ cao điểm. Thì từ đây đến cuối năm 2020 thì tất cả 4 triệu gia đình sử dụng điện của SoCal Edison sẽ bắt buộc chuyển qua chương trình TOU, là chương trình Time of Use. Bây giờ thì họ đã pick ra khoảng 400.000 hộ gia đình để họ thử cái chương trình đó. Và có rất là nhiều người đã bị ảnh hưởng. Cho nên thưa quý vị, nếu mà quý vị thấy bill điện của nhà mình tự nhiên nó tự động tăng cao, có nghĩa là nhà mình đã bị chuyển qua cái TOU. Và từ từ sẽ đến chú và cháu cũng sẽ từ từ sẽ bị ảnh hưởng. Như vậy, Kỳ Anh nói như thế, đây là cái cách thay đổi, một cái sự chuyển đổi lớn lao phải không ạ? Dạ đúng. Bởi vì như thưa quý vị, cô Kỳ Anh có nói rằng là cả 4 triệu gia đình vùng Nam California mà bị ảnh hưởng, chắc chắn là cả gia đình tôi cũng như gia đình cô Kỳ Anh và gia đình quý vị đều đang sử dụng SCE. Vậy thì Kỳ Anh nghĩ nó sẽ có lợi hay là không có lợi cho chúng ta cái sự thay đổi này? Dạ thưa chú, thì chương trình nào nó cũng có cái lợi và cái không có được lợi lắm. Dạ. Thì đối với cái chương trình TOU thì nó chia ra, thì nếu như mà bây giờ mình đang trả thêm một là khoảng 17 cent một kilowatt, thì khi mà điện mình xài nhiều nhất là khoảng từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối. Thì nếu tính theo TOU thì giá thấp nhất là từ 8 giờ đến 10 giờ là khoảng 28 cent rồi chú. Yeah. Nếu mà từ 6 giờ đến 8 giờ là mình phải trả 47 cent trong mùa hè. Mà chú nghĩ là bây giờ mình đang trả khoảng chừng 17 cent hoặc là 25 cent cho T2. Thì bây giờ nó sẽ lên khoảng 47 cent. Và mùa đông đó thì cái lượng điện mà mình sử dụng cho cái giờ cao điểm sẽ là khoảng 35 cent. Thì nó thật sự là nó gấp rưỡi hoặc gấp đôi cái giá tiền điện mình đang trả bây giờ. Nhưng nếu như cái chương trình đó thì nó có lợi cho những hộ gia đình đi solar, chuyển qua sử dụng điện solar. Tại vì solar nó cũng sẽ phát điện ra vào buổi chiều, là từ khoảng 2 giờ chiều đến 4 giờ, 5 giờ chiều. Yeah. Thì khi mình tạo ra cái điện solar đó thì mình sẽ sử dụng được cái điện solar và mình không cần phải mua lại từ bên Edison. Thì mình sẽ tiết kiệm. Còn nếu như mình không có đi điện solar mà mình xài rất nhiều vào giờ cao điểm thì là bill điện của mình sẽ gia tăng rất nhiều chứ. Nếu mà nói như thế thì một cái thí dụ giản dị là nếu mà một gia đình mà tiêu $100 trong theo cái tier, bây giờ mà đổi sang TOU có thể từ 150 đến 200 phải không ạ? Dạ đúng ạ. Và kính thưa quý vị, chúng tôi thiết nghĩ là với tất cả những cái sự thay đổi về cái chính sách đang diễn ra thì ngay lúc này là cái lúc thích hợp nhất để quý vị chuyển đổi sang sử dụng điện solar trước khi mọi chi phí gia tăng. Tax credit thì đang giảm thấp, tiền điện thì lên cao, chương trình kết nối mạng lưới trở nên tốn kém hơn. Chúng ta đang dần bước vào những ngày cuối năm và những cái mùa lễ hội bận rộn, mùa đông cũng sắp đến. Xin là quý vị hãy quyết định ngay từ bây giờ. Chúng ta vẫn còn cơ hội để tận dụng những cái quyền lợi kể trên.
Vâng. Dạ, cảm ơn chú Nam Lộc và cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Thì bây giờ công ty EcoSolar USA vẫn đang có những cái chương trình rebate rất là good, là 1.000 đồng rebate và 500 đồng tiền giới thiệu, cũng như là 250 đồng additional rebate cho các vị quân nhân và các vị cao niên. Và chúng tôi cũng waive cái one time interconnection fees với công ty điện. Và lần đầu tiên chúng tôi có cái promotion rất là đặc biệt là free gói dịch vụ cleaning bảo hành trong vòng 3 năm. Thì thưa quý vị, xin quý vị gọi ngay để biết thêm chi tiết và số điện thoại là 714-265-9077 để nói chuyện với các Solar Consultant của chúng tôi. Và Kỳ Anh và chú Nam Lộc cũng rất là vui đã được tiếp chuyện cùng quý vị hôm nay. Và trong những chương trình kế tiếp thì chúng tôi sẽ có những thông tin cập nhật hơn. Và xin kính chào quý vị, chúc quý vị một ngày thật an lành bên người thân. Xin kính chào chú Nam Lộc. Dạ vâng, cảm ơn Kỳ Anh và xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong lần nói chuyện kỳ tới ạ.